ra cho. Hả? Ôm phần nâng. Cái đàn đâu? Hãy hạ mấy mùi mà. Bạn nào? Ôi, từ lâu rồi. Cái này dùng bó bó mới. Hả? Thích một bê mà phải chọc từ. Anh hạ bắt. Bó, quay cho bây giờ đón lưu. Mới bó lắm bó nữa. Kiểm trúc chứ, đọc bóng mình phở rong. Nhưng khi mà mình mới bán phải cái nào đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.